Chào mừng bạn đến với kênh Nhà thuốc Trường Anh, kênh cung cấp thông tin dược phẩm, thực phẩm chức năng, tư vấn sức khỏe của Trường Anh Phan. Nội dung trong video này sẽ tìm hiểu về sản phẩm giải phóng hoàn gold. Quý độc giả thân mến, để sử dụng thuốc an toàn và hiệu quả, hãy tuân thủ đúng theo chỉ định từ bác sĩ hoặc tìm hiểu hướng dẫn sử dụng an toàn từ dược sĩ. Không tự ý sử dụng thuốc hoặc sử dụng thuốc bị chống chỉ định, vì điều này có thể gây hại cho sức khỏe. Nếu như bạn quan tâm tới thông tin về giải phóng hoàn gold cũng như cách sử dụng sản phẩm thì hãy theo dõi hết video mà Trường Anh Pham chia sẻ dưới đây. Thành phần của giải phóng hoàn gold Đại hoàng 245mg Kim ngân hoa 207mg Muồng châu 176mg Nhân trần 207mg Cà gai leo 200mg Công dụng chỉ định của giải phóng hoàn gold Công dụng Hỗ trợ giải độc gan, bảo vệ gan và tăng cường chức năng gan. Hỗ trợ hạn chế các tác hại của rượu bia và hóa chất với gan. Chỉ định Người có chức năng gan kém với biểu hiện rôm sảy, mẩn ngứa, nổi mề đay, tiểu vàng, ăn không tiêu, men gan cao. Người có nhu cầu bảo vệ gan, người uống nhiều rượu bia, tiếp xúc với hóa chất có hại cho gan. Người bị suy giảm chức năng gan do viêm gan, sơ gan. Cách dùng sản phẩm dùng đường uống. Liều dùng Trẻ từ 10 đến 15 tuổi uống 2 lần mỗi lần 20 viên. Trẻ từ 15 tuổi và người lớn uống ngày 2 lần mỗi lần 40 viên. Chống chỉ của giải phóng hoàn gold. Không dùng cho người mẫn cảm với bất cứ thành phần nào của sản phẩm. Lưu ý khi sử dụng giải phóng hoàn gold. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Sản phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Hy vọng, qua những chia sẻ trong video này của Trường Anh Pham sẽ giúp quý bạn đọc hiểu rõ hơn về sản phẩm giải phóng Hoàng Gold, đồng thời biết cách sử dụng giải phóng Hoàng Gold, sao cho đúng và hiệu quả. Nếu có thắc mắc khác, hãy liên hệ tới bác sĩ điều trị để được tư vấn kỹ hơn nhé. Hãy là người tiêu dùng thông thái trong việc sử dụng dược phẩm để đảm bảo sức khỏe của chính bạn và người thân. Cảm ơn bạn đã theo dõi video. Nếu như bạn thấy video hay, có ích và để cập nhật thêm nhiều thông tin về các sản phẩm dược phẩm mỹ phẩm cũng như các loại thuốc hoặc thực phẩm chức năng khác vui lòng nhấn đăng ký và theo dõi kênh nhà thuốc trường anh của trường anh pham